mèo Min đang ngửi cái nọ thuốc đánh răng. Đây là một cái nọ thuốc đánh răng đã hết và mình để trên sân để cho bé mèo Min bé chơi bé khám phá. Bây giờ đang là buổi sáng, hôm nay thời tiết khá là đẹp, không quá nắng, không quá lạnh, không trời không mưa. Các bạn xem video trên kênh Kitten Mèo VN thú vị, hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh mèo Min nhé. Các bạn xem video thấy hay thì nhớ like nhé.